Alo Phương Hiển ơi. Có gì anh em ơi? Thì căn cứ nhà tôi đi đó bà ơi. Cái này thấy được rồi, còn cái này thôi, còn ba con thôi anh em. Vừa đó chưa, vừa có môn nấy mập kích này. Hello thân tiến. Dì cho mượn đẹp cũng ghê. Đồ gì à. Thôi bọn hết cân rồi cho mình nữa đi. Chốt nhanh liền. Một bó con đi thôi.